chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ. Và mình là Kiều Anh, người sẽ đồng hành chia sẻ những thông tin vô cùng bổ ích tới cho các bạn. Và trong video ngày hôm nay, Kiều Anh sẽ giới thiệu tới các bạn món gà hầm sâm tươi Hàn Quốc, một trong những món ăn đang được rất nhiều người ưa chuộng sử dụng để giúp tăng cường sức khỏe cũng như là hỗ trợ tăng cường sức đề kháng trong cơ thể. Thưa các bạn, chúng ta thì đã quá quen thuộc với sâm tươi Hàn Quốc được chế biến thành nhiều sản phẩm như là nước hồng sâm, trà sâm hay thậm chí là cao hồng sâm, đúng không ạ? Và trong các video trước thì Kiều Anh cũng đã giới thiệu và chia sẻ tới mọi người về công dụng cũng như là những củ sâm tươi đang được bán tại siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ tại Hà Nội. Và đây là những củ sâm tươi đã được chọn lọc kỹ càng cũng như là đã được giữ trong điều kiện tốt nhất để mang lại những hiệu quả và tác dụng tốt nhất cho người dùng. Và sâm tươi thì mang đến những công dụng vô cùng tuyệt vời với sức khỏe của người sử dụng. Và đặc biệt, khi sử dụng sâm tươi trực tiếp thì nó sẽ có tác dụng cao hơn gấp 5 lần so với các sản phẩm đã được chế biến từ sâm. Và có khá nhiều khách hàng thắc mắc với Kiều Anh rằng là với những dòng sản phẩm tốt như sâm thế này thì nên chế biến thành món ăn nào? Và trong video này, Kiều Anh sẽ giới thiệu kỹ hơn tới mọi người việc chế biến cũng như công dụng của món gà hầm sâm Hàn Quốc. Thưa các bạn, gà hầm sâm là một trong những món ăn đã có ở khoảng thời gian tồn tại đến 500 năm rồi. Và tại Hàn Quốc thì ngày xưa những củ sâm cũng như là món gà hầm sâm này thì chỉ dành cho các bậc vua chúa cũng như là những người có tiền. Và dòng sản phẩm cũng như là món ăn gà hầm sâm thì đã được chứng minh là mang đến nhiều công dụng đối với người dùng. Chẳng hạn như là giảm cholesterol xấu, tăng cường sức đề kháng, tăng cường sức khỏe. Đồng thời là cung cấp các dưỡng chất cần thiết cho người dùng, giúp họ trở nên khỏe mạnh hơn, da dẻ hồng hào cũng như là đẹp hơn. Và cách sử dụng cũng như là cách chế biến món gà hầm sâm này như thế nào thì các bạn hãy chú ý kỹ cách Kiều Anh hướng dẫn sau đây nhé. Tất nhiên, với một món ăn tuyệt vời như thế này thì nguyên liệu chính của chúng sẽ là gà và sâm tươi rồi, đúng không ạ? Và để chọn được những củ sâm tươi chất lượng và tốt nhất để chế biến được món ăn này thì các bạn hãy nhớ rằng chúng ta nên chọn những củ sâm mập mạp, có vẻ ngoài mập mạp, đồng thời là những củ sâm đã được kiểm nghiệm cũng như là chứng minh an toàn. Và Kiều Anh tin chắc rằng để mua được những củ sâm có chất lượng như Kiều Anh vừa chia sẻ thì các bạn nên đến siêu thị Hàn Quốc Korea Shop 24 giờ để được tư vấn kỹ hơn cũng như là nhận được nhiều ưu đãi hơn dành cho sản phẩm sâm tươi đến từ Hàn Quốc này. Vâng, và hãy nhớ nhé, nguyên liệu chính của chúng ta chính là sâm. Và thứ hai, nguyên liệu thứ hai của chúng ta đó chính là gà. Và với việc sử dụng gà và sâm thì sẽ là hai thành phần chính cung cấp nhiều chất dinh dưỡng cho người dùng. Và bây giờ chúng ta hãy cùng nhau đi sâu hơn vào cách chế biến sản phẩm này. Cách chế biến nhân sâm tươi hầm gà. Nguyên liệu cần có để làm món nhân sâm tươi hầm gà gồm 0,5 kg gà, 2 quả táo tàu, 50 g gạo nếp đã ngâm nước, 1 củ nhân sâm tươi, 2 củ tỏi, 5 g gừng, hoàng kỳ, cam thảo, hành tươi cùng gia vị. Cách thực hiện vô cùng đơn giản. Bạn chỉ cần sơ chế sạch gà nguyên con, nhân sâm rửa sạch thái thành lát mỏng, tiếp đó cho gạo nếp đã ngâm cùng với táo đỏ vào bụng gà, cho nhân sâm thái lát, gà, gừng, hoàng kỳ, cam thảo, tỏi vào trong nồi hầm rồi đổ nước vào hầm trong khoảng 50 phút cho tới khi gà nhừ là có thể sử dụng được. Và nếu như các bạn đang thắc mắc rằng là món gà hầm sâm này mang đến những công dụng gì thì Kiều Anh sẽ chia sẻ kỹ hơn. Đầu tiên, đó chính là đối với người cao tuổi thì món gà hầm sâm này có tác dụng là tăng cường sức đề kháng, bổ sung dưỡng chất cần thiết cho cơ thể. Đồng thời đối với những người mà thường xuyên bị mất ngủ hay ngủ không sâu giấc thì sản phẩm sâm tươi nói riêng và món sâm hầm gà nói chung có công dụng là giúp giấc ngủ của họ sâu hơn, đồng thời là giảm áp lực stress lên hệ thần kinh, từ đó giúp cho trí não của họ được thoải mái hơn cũng như là ngủ ngon hơn. Đối với trẻ em khi sử dụng món gà hầm sâm, nó sẽ cung cấp các dưỡng chất cần thiết, đồng thời là kích thích sự phát triển của trẻ nhỏ, nhất là đối với hệ xương khớp. Cũng như việc là đối với những trẻ mà có sức khỏe thường xuyên ốm yếu, khi sử dụng hay là khi ăn trực tiếp món gà hầm sâm này, nó sẽ giúp cho trẻ có được sức khỏe tuyệt vời hơn, đồng thời là sức đề kháng và hệ miễn dịch của trẻ cũng được trở nên khỏe mạnh hơn. Đối với chị em phụ nữ khi sử dụng món gà hầm sâm này thì Kiều Anh tin chắc rằng sẽ có một công dụng mà mọi người đều vô cùng ưa thích, đó chính là món gà hầm sâm còn có tác dụng là khiến cho da dẻ của chị em phụ nữ được đẹp hơn, đồng thời là giảm tình trạng mụn xuất hiện trên da cũng như là kích thích sự mọc tóc của chúng ta và giúp cho da dẻ của chúng ta được hồng hào hơn. Vâng, như vậy có thể thấy là công dụng mà sản phẩm sâm tươi hay là món gà hầm sâm mang lại vô cùng tuyệt vời, đúng không ạ?
Và với một món ăn tuyệt vời, với một sản phẩm tuyệt vời như thế này thì Kiều Anh tin chắc rằng các bạn phải mua ở những nơi uy tín để mang lại sức khỏe tốt nhất cho bản thân và người thân trong gia đình. Và các bạn hãy nhớ nhé, để được tư vấn kỹ hơn về củ sâm tươi đến từ Hàn Quốc thì các bạn hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí. Hoặc các bạn cũng có thể là nhấn vào đường link ngay dưới video này để truy cập vào website koreashop24giờ.com đặt hàng sản phẩm. Và cuối cùng, các bạn có thể đến trực tiếp cửa hàng của chúng tôi tại Hà Nội để nhận được nhiều ưu đãi hơn, nhiều tư vấn hơn dành riêng cho dòng sản phẩm sâm tươi đến từ Hàn Quốc. Hy vọng rằng với những thông tin Kiều Anh chia sẻ trong video ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những kiến thức bổ ích. Kiều Anh xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video lần sau.